Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi thì chỉ cần rửa chân vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch nhưng không phải hết thầy đâu. Vì người biết ai sẽ là kẻ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi rửa chân cho các ông, người mặc áo lại và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, vì thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý ông bà anh chị em. Cách đây khoảng 2000 năm, vào ngày này, giờ này, tại phòng tiệc ly, Chúa Giêsu dùng bữa tối cuối cùng với các môn đệ. Trong bữa tối cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu thực hiện một số nghĩa cử rất ý nghĩa, trong đó có một cử chỉ rất đặc biệt, đó là rửa chân cho các tông đồ. Như chúng ta biết, đôi chân là phần thân thể tiếp xúc với đất nhiều nhất. Vì là phần thân thể tiếp xúc với đất nhiều nhất cho nên đôi chân là phần thân thể dơ nhất. Với đôi chân dơ, người ta đi đâu thì làm cho nơi ấy trở nên dơ. Chuyện kể lại một ngày nọ, một chàng thanh niên ngồi với bạn gái uống nước trong một quán bên vỉa hè. Bất chợt chàng thanh niên thấy một em bé phóng uế trên đường. Nhiều người không biết rồi lại dẫm lên cái phế phẩm đó, rồi vô tư đi nơi đây nơi khác. Chắc chắn những nơi mà họ đến sẽ làm cho nơi đó bị dơ.
Từ đó anh ta suy nghĩ về những đôi chân trong cuộc đời. Có đôi chân sạch và cũng có đôi chân dơ. Đôi chân sạch là những người tốt, đi đến đâu đem điều tốt đến đó. Đôi chân dơ là những người xấu, đi đến đâu gieo rắc điều xấu đến đó. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, sự xấu lan tràn. Và để loại tất cả những sự xấu khỏi cái thế gian này thì việc người ta cần phải làm đó là thanh tẩy bản thân. Việc thanh tẩy bản thân có thể sánh ví với việc rửa chân. Dường như con người ta không có khả năng tự thanh tẩy bản thân của mình. Vì vậy Chúa từ trời xuống trần gian là để thanh tẩy con người khỏi tội lỗi, để nên trong sạch. Việc Chúa từ trời xuống trần gian thanh tẩy con người khỏi tội lỗi để lên trong sạch có thể sánh ví với hành vi Chúa cúi xuống rửa chân cho con người. Và Chúa đã thực hiện cái hành vi rửa chân này trong cái bữa tiệc vượt qua. Tiệc vượt qua thì có bốn phần. Phần thứ nhất là uống rượu, ăn bánh không men và rau đắng. Phần thứ hai, uống rượu và ăn thịt chiên. Phần thứ ba, uống rượu và hát thánh vịnh. Phần thứ tư, uống rượu và kết thúc. Trong bốn phần này, phần thứ hai là phần chính, đó là uống rượu và ăn thịt chiên. Sau khi uống rượu và ăn thịt chiên thì Chúa Giêsu rời bàn ăn, cởi áo ra, rồi thắt lưng, rồi lấy nước rửa chân cho các tông đồ. Và sau khi Chúa rửa chân cho các tông đồ, Chúa trở về bàn ăn và lập bí tích thánh thể. Rồi Chúa truyền trao bánh thần mình Chúa, trước lời chúc tụng, rồi trao cho các môn đệ và nói: các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta hiến tế vì các con. Rồi Chúa cầm chén rượu chúc tụng, rồi trao cho các môn đệ và nói: hãy nhận lấy mà uống, vì này chén máu thầy đổ ra cho muôn người được tha tội. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ. Điều này cho thấy gì? Cho thấy rằng muốn được lãnh nhận bí tích thánh thể thì phải để Chúa rửa chân. Điều này trả lời cho câu là hỏi của Phêrô khi thấy Chúa rửa chân, ông không chịu. Chúa nói: nếu con không để thầy rửa chân thì con không được dự phần với thầy. Nghĩa là chúng ta nếu không để Chúa thanh tẩy, Chúa tha thứ chân trong sạch thì không được xứng đáng lãnh nhận bí tích thánh thể. Tất cả chúng ta ở đây trong những ngày qua cũng đã xưng tội, cũng đã được Chúa thanh tẩy, và cảm ơn Chúa chúng ta đã có những điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích thánh thể. Và khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể rồi thì Chúa muốn cho chúng ta phải tỏ ra cho người ta thấy mình là người đã lãnh nhận bí tích thánh thể. Ta thấy cái dấu chỉ nơi bản thân của mình. Chúng ta thấy điều này trong bài đọc 1. Bài đọc 1 kể lại việc dân Israel được Chúa đưa ra khỏi Ai Cập để về đất hứa. Trong đêm ra khỏi Ai Cập về đất hứa, Chúa truyền cho mỗi gia đình phải bắt một con chiên ăn vội vã, lấy máu chiên bôi lên cửa. Chính máu chiên bôi lên cửa là dấu chỉ gia đình ấy ăn thịt chiên. Tương tự như vậy, khi lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta phải có dấu chỉ cho mọi người thấy
là chúng ta đã được lãnh nhận bí tích thánh thể. Dấu chỉ ấy chính là đời sống yêu thương. Chính vì vậy mà trong cái ngày Chúa rửa chân ban bí tích thánh thể cũng là ngày Chúa truyền giới luật yêu thương. Đấy là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Yêu thương là quan tâm đến cái nhu cầu của người anh chị em của mình. Có lần một bà cụ đến xin lễ tôi. Tôi hỏi bà xin ý gì? Bà nói con xin cho mọi người đủ ăn, đủ mặc. Bởi lẽ con nhìn vào cái thế giới ngày nay, cuộc sống khó khăn, nhiều người thất nghiệp, làm không đủ ăn, nhiều người thì nợ nần, thì con cũng thương họ, cầu nguyện cho ai cũng được ấm no. Tôi thấy những ý tưởng của bà đắn động tôi lắm. Nhiều khi mình cầu nguyện cho bình an, công ăn việc làm được thuận lợi, để gặp chuyện nọ chuyện kia suôn sẻ, cầu cho mình. Còn bà ra khỏi bản thân, quan tâm đến mọi người, xin cho mọi người được ấm no. Rồi giáo xứ của chúng ta vào đầu mùa chay thì cũng quyên góp để đi làm bác ái ở vùng Tây Nguyên cho những đồng bào dân tộc họ bị phong cùi. Rồi có phòng thuốc giúp những người bệnh tật. Rồi cũng có nước sạch. Rồi cũng có trường hướng tâm để giúp cho các em có điều kiện học hành. Thiết nghĩ đó là những nghĩa cử của yêu thương, quan tâm đến nhu cầu của anh chị em của mình. Rồi yêu thương còn là hiệp thông, chia sẻ buồn vui, vui với người vui, khóc với người khóc. Về điểm này thì giáo xứ chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Cha Phó Vincent Nguyễn Quốc Viễn vừa qua, tôi nói Ngài đưa cái người qua đời ra Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Ngài nói ra đó có Ngài, có một Thầy, cả một khu có một ông chùm, tất cả hội đoàn của giáo xứ có một chị đi thôi. Còn gia đình người ta cũng lác đác vài người, người ta thuê một chiếc xe lớn, mà cả cộng đoàn chúng ta chỉ có bấy nhiêu, trong khi những xứ khác ít là một xe. Cũng có cha đi, hội đoàn đông đảo, ấm cúng lắm. Xét về mặt khoảng cách từ xứ người ta đến Bình Hưng Hòa cả chục cây, chúng ta 6-7 cây thôi. Xét về mặt số giáo dân, họ có 3-4 ngàn, chúng ta 8 ngàn mấy. Xét về mặt nhân sự, có khi họ chỉ có cha, may ra một vài tu sĩ và cũng ít hội đoàn. Chúng ta các cha đông hơn thầy sơ, rồi quý chức bao nhiêu hội đoàn. Thế mà một cái an táng chỉ ít người như thế, tôi giật mình phải điều chỉnh. Có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm nay, những đám tang là phải có hiện diện của các cha, các thầy, các sơ, rồi cả quý chức. Và khu vực đó là phải đi trước, rồi các hội đoàn, làm sao người ta thấy một thành viên trong một gia đình qua đời, cả một gia đình giáo xứ quan tâm, yêu thương đấy. Rồi yêu thương còn là chấp nhận, chịu đựng, tha thứ, rồi cầu nguyện, rồi chúc lành và làm phúc cho những người gây đau khổ cho mình. Từ gia đình, từ cộng đoàn, từ giáo xứ sẽ có những người làm cho chúng ta tổn thương. Yêu thương lúc đó là chịu đựng, gánh những cái đau khổ người khác gây ra, tha chứ không có trả đũa. Rồi còn cầu nguyện những, và cầu chúc cho người ta được điều tốt, và nếu cần thì giúp cho người ta. Yêu thương còn là phục vụ, cả nhà thờ có sạch đẹp, đi dự thánh lễ có sốt sáng, cũng có thể là nhờ người phục vụ, nhờ ca đoàn hát. Rồi con em mình thì được những giáo lý viên dạy dỗ, rồi hội đoàn và các khu, các xóm giúp cho đời sống của mình. Phải có người phục vụ, và chính cái phục vụ ấy cũng là biểu hiện của yêu thương. Rồi cộng đoàn nhiều khi người ta bày bừa, người ta để rác, người ta để ghế chẳng đâu vào đâu, nó không gọn, không sạch, lại có người đi hầu, yêu thương
Lúc đó yêu thương lại nắm cái vai trò đi, đi dọn dẹp, đi làm những chuyện đó. Rồi yêu thương đối với anh chị em lương dân còn là đem Chúa đến cho họ. Dường như chúng ta được Chúa đặt để bên họ là có sứ mạng, để rồi khi chúng ta về trời không về một mình mà kéo anh chị em về với mình trên nước trời. Vậy phải đem Chúa và còn nhiều điều khác nữa. Đấy, cho nên một cộng đoàn gọi là đúng ý Chúa phải là cộng đoàn yêu thương. Và khi chúng ta nỗ lực cùng nhau xây dựng một cộng đoàn yêu thương thì với thời gian chúng ta thấy chúng ta đi đúng hướng. Bởi vì đó là điều quan trọng nhất của việc xây dựng một cộng đoàn. Chuyện kể lại ngày xưa các vị thần sống chung trên một hòn đảo, trong đó có thần tình yêu, thần giàu sang, phù hoa, rồi kiến thức, thời gian, vân vân. Bỗng ngày nọ có một trận lụt tràn vào hòn đảo đó, các vị thần phải rời khỏi cái hòn đảo để vào đất liền. Thần nào thì cũng có thuyền, chỉ có thần tình yêu là nghèo, không có thuyền, phải qua giang thuyền của các vị thần khác. Thần tình yêu với quá giang thuyền của thần giàu sang. Vị thần này từ chối: bởi vì thuyền tôi đầy của cải, không còn chỗ cho chị nữa, chị quá giang thuyền khác đi, xin quá giang thuyền của vị thần phù hoa. Thần này nói: chị coi, thuyền tôi đẹp đẽ lộng lẫy như thế này, chị thì người ướt sũng thế kia, chị lên đây làm dơ thuyền tôi mất. Thôi chị thông cảm, đi thuyền khác. Với xin quá giang thuyền của thần gọi là đau khổ. Vì thần này nói: tôi đang khổ, tôi chẳng muốn đi chung với ai, tôi chỉ muốn ở một mình, không biết quá giang ai. Bỗng có một vị lên tiếng: tôi sẽ cho chị quá giang. Vội vàng lên thuyền, rồi vị đó đưa mình vào đất liền, rồi cũng quên cảm ơn. Sau đó áy náy, và khi áy náy không biết bây giờ phải tìm vị thần đó ở đâu để cảm ơn, hỏi vị thần kiến thức. Vị thần kiến thức trả lời: đó là thần thời gian. Tại sao thời gian lại cho tôi quá giang? Thưa, chỉ có thời gian mới biết tình yêu quý như thế nào. Đúng là như vậy, với thời gian mình thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn là tình yêu. Khi nhớ về cái cộng đoàn mà chúng ta đang ở, nhớ lại những tháng ngày cũng sống trong một địa bàn, thấy những nghĩa cử yêu thương để lại ấn tượng đẹp nơi mình. Khi chúng ta kết thúc đời này, Chúa cũng xét xử chúng ta về tình yêu như một tiêu chuẩn vào nước trời. Và lên trời cũng chỉ là số yêu thương. Ước gì mỗi người chúng ta coi đó là trọng tâm và hãy xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Và nếu có vấp váp không trọn vẹn thì lại xin Chúa thanh tẩy, như là một hình thức để Chúa rửa chân. Và được Chúa rửa chân, được Chúa thanh tẩy nên trong sạch, lại rước thánh thể và xin thánh thể biến đổi chúng ta biết sống yêu thương như một dấu chỉ. Qua đó người ta nhận ra chúng ta thuộc về Chúa. Khi ta sống như thế, đời ta đời thành tựu như Chúa muốn.